Corona tàn phá cơ thể chúng ta như thế nào? Cũng giống như cúm, COVID-19 là một bệnh đường hô hấp. Vì vậy, với gần hết các bệnh nhân nhiễm virus corona mới, các bệnh lý sẽ xuất hiện cũng như kết thúc ở phổi. Qua nghiên cứu và các báo cáo, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kết luận rằng căn bệnh này tấn công phổi qua 3 giai đoạn: sự nhân lên của virus, đáp ứng quá mức của hệ miễn dịch và sự tàn phá phổi. Không phải tất cả các bệnh nhân đều trải qua 3 giai đoạn này. Trên thực tế, có khoảng 82% các ca bệnh có triệu chứng nhẹ và 18% còn lại rơi vào các trường hợp nặng hoặc nguy kịch. Vào những ngày đầu tiên sau khi lây nhiễm, virus corona mới sẽ nhanh chóng tấn công vào tế bào phổi. Những tế bào phổi này sẽ được chia thành hai loại: tế bào tạo chất nhầy và tế bào lông. Chất nhầy sẽ phủ ở lớp ngoài các cơ quan trong hệ hô hấp, làm nhiệm vụ bảo vệ mô phổi khỏi mầm bệnh và tránh tình trạng bị khô đi. Trong khi đó, các tế bào lông sẽ quét liên tục để loại bỏ chất bẩn như phấn hoa hay virus được giữ trong chất nhầy ra bên ngoài cơ thể với sự trợ giúp của hành động ho. Những nghiên cứu sớm nhất về COVID-19 đã cho thấy rằng nhiều bệnh nhân xuất hiện viêm phổi ở cả hai lá phổi, cùng với đó là các triệu chứng như thở gấp. Giai đoạn 2 của quá trình tàn phá phổi. Lúc này, hệ miễn dịch sẽ thực hiện các đáp ứng để chống lại kẻ ngoại lai, với việc tung đội quân tế bào miễn dịch tràn ngập hai lá phổi để dọn dẹp các tế bào đã bị virus xâm nhiễm, cũng như sửa chữa các mô phổi bị tổn thương. Nếu hoạt động trơn tru, phản ứng viêm, đáp ứng miễn dịch sẽ được điều tiết chặt chẽ để chỉ xuất hiện giới hạn ở những khu vực bị virus xâm chiếm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hệ miễn dịch của bạn sẽ phản ứng thiếu kiểm soát và những tế bào này sẽ tiêu diệt bất kể cái gì trên đường đi của nó, kể cả những mô khỏe mạnh. Chính vì vậy, bạn sẽ bị tổn thương nhiều hơn thay vì được giảm nhẹ các tổn thương trước đó bởi chính các đáp ứng miễn dịch. Tình trạng viêm phổi cũng từ đó mà diễn biến nặng hơn. Giáo sư Freeman, chuyên gia bệnh học virus nói, các tổn thương trên phổi liên tục được tăng lên và ở một mức độ nào đó sẽ dẫn đến suy hô hấp. Nghĩa là bệnh nhân không thể tự thực hiện được các chức năng trao đổi oxy mà cần phải đến sự trợ giúp của máy thở. Ngay cả khi bệnh nhân được cứu chữa, họ vẫn có thể sống với hai lá phổi bị tổn thương vĩnh viễn. Theo WHO, SARS tạo ra các lỗ nhỏ trên phổi, khiến chúng có hình dạng y hệt như tổ ong. Hình thái tổn thương phổi này cũng được quan sát trên các bệnh nhân COVID-19. Những chiếc lỗ trên phổi này chủ yếu được tạo ra bởi chính sự đáp ứng quá mức của hệ miễn dịch, với việc tạo ra các mô sẹo vừa có vai trò bảo vệ, vừa làm phổi trở nên cứng hơn. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều mô sẹo, phổi sẽ dần mất hết khả năng hô hấp. Cùng với đó, phản ứng viêm cũng khiến lớp màng giữa các phế nang và mạch máu trở nên dễ thấm hơn, điều khiến phổi bị tràn dịch và ảnh hưởng đến khả năng cung cấp oxy cho máu. Trong trường hợp nguy kịch, về cơ bản phổi sẽ bị ngập trong chất lỏng và bệnh nhân không thể thở được. Đây cũng chính là cách mà họ tử vong, giáo sư Freeman nhấn mạnh. Động tác số 1. Hai chân ngang bằng vai, tay phải vung lên, đồng thời tay trái đưa ra sau, nhón gót, hít sâu, hạ gót, thở ra, đổ tay. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao mình tính? Động tác số 2. Hai chân ngang bằng vai, tự gối, không nhấn bước chân. Đồng thời hai tay ung mạnh lên vai, gấp làm đưa cùi chỏ về phía trước, hít vô thật sâu. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Thở ra, đừng kỳ thị hai tay buông ra sau. Vì dân lánh mình kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam.
tác số 3. Hai chân ngang bằng vai, hai tay nắm vòng trước ngực, đồng thời nhón gót, hít vào, vung tay ra, thả gót, thở ra, vung tay về. Vệ sinh kỹ thực hiện khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Hai chân ngang bằng vai, tay phải đưa lên đằng trước, tay trái đưa ra sau. Bắt đầu nhón gót, đồng thời hít sâu, vung tay trái ra đằng trước, tay phải ra sau. Thả gót thở ra, đổi tay lại. Bắt đầu. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Số 5, bắt đầu. Chân trái đứng lên, chân phải nhấn gót, tay phải vung lên cao, đồng thời hít vào thật sâu, thở ra, đồng thời hạ tay, vung chân, đổi chân. Chân phải bước lên, nhón gót chân trái, vung tay trái lên cao, đồng thời hít sâu, thở ra, hạ tay, vung chân. Bắt đầu. Động tác số 6 gần giống với động tác số 2. Hai chân ngang bằng vai, thử gối không đánh có, hai tay vung thẳng lên trên, đồng thời hít thật sâu, đứng thẳng lên, thở ra, vung tay về, vung ra sau, thực hiện. Yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Động tác số 7. Chân ngang bằng vai, nhón gót, vung hai tay ra phía trước song song với nhau, đồng thời hít sâu, thở ra, đồng thời thả gót chân, vung tay về phía sau, thực hiện.
qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kỳ thị ai văn